Theo Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich 2024 Christoph Hosgen, với chủ đề Hòa bình thông qua đối thoại, Hội nghị an ninh Munich năm nay được kỳ vọng sẽ tạo không gian đối thoại và hòa giải giữa các quốc gia. Hội nghị an ninh Munich là một hội nghị có khát vọng toàn cầu. Điều này có nghĩa là chúng tôi muốn tập trung vào các vấn đề toàn cầu quan trọng nhất. Chúng tôi không muốn giới hạn hội nghị trong cuộc xung đột ở châu Âu. Chủ đề chính sẽ là làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy điểm sáng trong tất cả những cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi hy vọng hội nghị an ninh Munich sẽ tạo cơ hội cho những bước tiến dù nhỏ. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đi là hòa bình thông qua đối thoại và chúng tôi muốn cung cấp một nền tảng cho các cuộc đối thoại này. Các cuộc xung đột ở Gaza, Ukraine, vùng sừng châu Phi và tương lai của Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO được dự báo sẽ thống trị chương trình nghị sự của Hội nghị an ninh Munich năm nay.